Xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Nay mình đi dân cà phê nha cả nhà. Hôm nay mình xuống cái kênh múc ở dòng khu vực nhà nè, mà này ở đầu trên. Nay mình xuống dân mấy cái bún này coi có cà phê không. Thấy nó chạy quá trời nè. Thấy cá gì nó chạy quá không biết phải cà phê không nha. Dân cho tay ha. Nằm xuống dưới nha. Để đảm phụ an toàn nhé. Anh chậm anh sẽ dân xéo qua xéo lại khúc này. Còn nhí đi đặng phụ bên toàn kéo cái đầu bên đằng kia cho mình mò mình dí đó. Quá lúng rồi. Có cá phi dí rồi. Có không? Có nè, lúng dữ thiệt chứ. Lưới này con nè. Dạ. Dính con hả? Ê. Ê. Từ từ. Gì vậy? Dính này. Lóc cá phi. Phải cầm chặt mới được. Ồ. Được không? Ừ. Ôi ơi. Quá ngon cả nhà. Nửa ký không? Chắc là gần gần nửa ký à. Không đi bự. Em nghe quay số. Mới được con nghe cả nhà. Thấy dạ. Dạ. Dính con nữa kìa. Nhí dính được con nhỏ nó vừa nữa kìa. Không nhỏ mà không bự. Vì vừa hả? Vừa. Đó nó ăn cá thột cho đó hả nè. Đây là chỗ đó. Để đây, để đây, coi nha. Để lại để em coi nha. Mấy này mình chuyển qua cống nha cả nhà. Thất thủ bên kia. Bên kia thất thủ rồi. Chuyển xuống mấy cống. Bên kia được có hai con à. Ừ. Tiếp tục vừa văng vừa mò. Sao? Cà phê. Nhỏ hả? Nhỏ sao nó giật lưới dữ vậy? Trọng, 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 trọng. Vừa, trọng. Vừa, vừa. Một em ra quay số. Một em nữa ra quay số. Phi chứ. Nó trốn trong mà mấy cái góc á. Dạ hả? Khủng quá. Góc một cái bữa nay thôi mà cây gì cái này quá trời luôn nè. Cống này cây quá trời. Cái này cây hết biết rồi. Rồi. Đó. Xảy nữa phải không? Được chứ rồi. Phi hả? Ừ. À. Em cho số. Số gì đây? Tươi ngon, tươi ngon. Cứ làm điều điều vậy đi. Dạ. Động động hồi đó lên nè. Cái gọng chảnh. Cho gọng chảnh. Cái gọng chảnh tao. Mùa này hết mùa cũng cát. Hết mùa cũng cát luôn. Giờ mò kiếm vài con kiếm. Vậy nhé. Ê rồi. Con nhỏ. Đập. Yêu à. Ba em hả? Ba em. Còn cái gì dính đó gì vậy? Còn ha. Coi nè. Giống hơi nè. Ông phục quá. Có những cái gịch chứ. Ông gì anh? Dính nguyên về cây không mà nè. Mẹ mẹ đâu tao có chết tao mẹ nè nó làm chắc cái tay nữa mẹ nè cái tay nè cái tay nữa mẹ nè ừ nó làm trong bụp đè trong cái bụp đè đó đó thấy không đó nó dặn nó luôn dặn luôn dặn nó rồi chưa rồi rồi dính chưa dính rồi rồi đem ra đây rồi à. Trời trời đâu hết như vậy dặn con đó hả. Ừ. Anh đè kẹp vô luôn. Đâm đau quá trời. Dữ dằn thiệt chứ. Tay á làm sao bắt. Chưa. Nó đè nó đâm tưa. Trời đâm tưa nè. Nè. Rõ ràng. Cái tay chân nè. Đâm tưa tải luôn hả? Ừ. Từ từ thôi anh, từ từ thôi. Lấy thế bắt nó. Được chưa? Rồi. Chạy không? Đi. Đừng cắt coi. Chạy đi. Ôi ui. Trời nó đã. Ôi đông dài quá bành tay chân nè. Đông dài mà chứ tao có sao em ơi. Ui nè, thấy không? Đâu đưa anh đưa cá lên anh Toàn. Nè. Nhỏ quá. Con của anh đè sao bự quá vậy? Quá đã. Chua, ơi. Chua. Quá ngon này. Này chỉ cầm rộng ơi. Nhĩ bữa nay mờ nhẹt ơi. Gà máu rồi. Trời ơi, gai sống lưng đậm không? Ừ, sống lưng đậm.
không? Dí hơi mờ nhạt rồi. Cố gắng nhé. Thôi chạy. Thôi thôi. Đâu coi em, bé ra đâu nào. Mập em. Cá ơi mập lả sợ luôn kìa. Ừ. Thôi đi vô bụp em ơi. Anh Tậu bắt con rồi dịnh tay kia con đó hả? Ừ, đẻ nó luôn. Anh Tậu lúc này lên sao anh Trầm ơi? Lên leo hoài rồi. Tậu nó đâm rồi nè. Cái sông lưng phải không? Ừ. Tiếp tục chuyển điểm thứ ba ngay cả nhà. Bữa nay mình đi ba chỗ luôn á. Dạ, cái đó hả? Trời. Ừ. Này cái lỗ dữ lắm. Ờ, đủ sai chưa? Đủ. Bà lưới này không dính cái đói đâu. Lưới này cái đói lọt chưa? Dưới này con một bắt tay chữa. Cái đói vậy. Chà nè. Chút cho nó mát. Vậy. Ủa bóng cá. Ồ. Ê trời ơi, nhấn chút vô kìa. Nhấn chút vô kìa. Kiếm chỗ nào mát đi, kẻ cái cây. Ừ. Cuốn lưới về cả nhà ơi. Bữa nay anh em mình thất thủ một bữa rồi. Có mà ít quá. Ít quá. 5 con hả? Ai, tiếp tục. 5 con. Cho những chuyến đi săn tiếp theo đi. Về anh em nghỉ ngơi đi. Anh em là cá làm sạch ngay cả nhà. Hôm nay trời mưa. Anh em quyết định sẽ nấu cháo cháo hành để cho anh em giải cảm. Thì cá anh em mình sạch nè, 5.000 gừng và nửa ký hành. Bây giờ anh em bắt đầu làm nha cả nhà. Rồi anh em rửa hành Trầm ơi. Cá vô. Chà, cá này nó ngắt mùi sưng nè. Dễ cảm. Cá này thì ngắt luôn. Cho mấy em ăn cái đồ quý hiếm nè. Mùa quý hiếm. Bóng cá. Cho đeo quý nè. Hết nè. Mình tổ gà. Cho cá chín cái vớt cá ra mình nêm nếm nha cả nhà. Nêm nồi cháo nha cả nhà. Con muỗng cà no. Mình cho nửa muỗng canh. Ngọc mình cho nửa muỗng cà phê. Nước mắm thì mình cho một giá canh. Cháo sôi này cả nhà. À, mình cho cái gừng vô cái cả nhà. Giải cảm à. Giải cảm à. Ngồi nhớ múc vô cái ăn gì ấm bụng luôn. Nghe. Ừ. Cái mùi tiêu. Không quay phim là phải ưu tiên cho quay phim nè anh. Có dữ. Cho hành vô ngay cả nhà. Thêm gia vị nè miếng này. Ừ. Quá trời. Mình chở qua cái được rồi. Ăn nhiều ngon á, ăn nhiều ngon mà. Rồi em cá. Rất muốn để múc à.
thơm ngon nứt mũi ha, nứt mũi. À, cho miếng tiêu vô nó còn nhịp của nó anh Toàn. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em nha. Này miếng tiêu vô cái nữa. Em phá cái này cho anh Toàn. Rửa gừng, gừng nhiều nhiều cho quý phim em chăm. Và đưa cho quý phim đi. Múc gừng nhiều nhiều cho quý phim đó. Đây đây đây. Từ từ. Mặn gì anh Toàn? Mặn đâu mặn. Ui có mặn đâu. Đen thui luôn. Nó cay lắm mặn. À cho quý phim miếng tiêu mà. Để tiêu cho quý phim tiêu nhiều quá. Rồi 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 rồi. Quá ấm luôn ha, trời mưa làm cái lẩu cá đồng cá... cháo cá đồng với hành. Ôi ôi nó nóng. Quá ngon à. Đây là mâm cá của mình nấu chín rồi này. Cho miếng tiêu. Mời cả nhà dùng cháo với anh em nha. Mời cả nhà dùng cháo cá đồng. Mời cả nhà dùng cháo với anh em nha. Húp cái này. Được, cái nó ấm cũng gì đâu ấm lòng ha. Trời mưa có nồi cháo cá đồng này ăn này còn bằng nữa. Của anh đó. Rồi cảm ơn em nha. Quá đã. Anh em mình ở quê thì nấu cháo giải cảm thì chỉ có vậy thôi cả nhà. Cảm ơn em nha. Cả nhà ơi quá trời. Còn gì bằng nữa cả nhà. Làm miếng mới được. Cảm. Chấm nước mắm ớt ha. Mời cả nhà ăn cháo với anh em mình nha. Nóng. Ớt gì rồi? Dạ. Ớt đẹp. Anh thương em quá rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh em. Thịt không cho em ăn đâu, cho ăn ớt. Rồi được chứ. Thôi để em gấp rồi em. Trời ơi, đi nè. Em gấp cho anh với anh chồng của cưng, không lẽ anh không gấp lại cho em. Ngại quá. Cảm ơn anh. Anh cho em lại nguyên cám cát nè, hàng hiếm nè. Cảm ơn anh. Đúng là hiếm lắm mà. Trắng phiếu luôn cả nhà. Chấm quạt miếng nước mắm này. Ăn thiếu luôn à. Hành vô thơm ngọt vừa vậy ha. Thơm ngọt còn gì bạn. Quá thơm. Này đổ một hồ cái tối nay khỏe phắn. Trong cái phim kìa. Cứ cái phim này. Cái phim nó được cảm đó. Bệnh con gà bao ngày. Ngọt. Ở đây đưa nhé, đưa đây. Em ơi, ha, béo mà vừa cay mà vừa thơm đó, ấm bụng anh Toàn ơi. Cá mới lên liền mà. Ấm. Không, cá mới lên liền ngọt. Ngọt đúng rồi. Béo. Rồi cho cá vô nhé, cho nóng nóng lại. Cho cá trở lại đây nha, để nó nguội. Rồi để ngoài con ơi. Ôi cái nọc cháo này nó ngon. Đã gì đâu. Mời cả nhà ăn cháo với quay phim nha. Đúng là cháo này ngon. Ngon. Đúng là giải cảm luôn. Chứ quá trời gừng. Ớt nữa. Tiêu nữa. Ba cái cay nó ngọt lại. Hành ha. Mà sao bệnh không lây nữa nghe trời. Mấy bữa mệt chết rồi. Không rồi, nói chung là bệnh cảm phải lây em ơi. Mình đi chung là phải lây được. Giờ mới hết anh chồng với nhí cũng thừa em này ha. Ơi thừa. Thừa. Bây giờ ăn á, anh nói em bệnh cảm á, là mình ăn cũng mình ngồi kế bên mà em đi chung cũng kế bên. Ông bà ơi. Nhí ơi. Hai nhà mình ăn đường đưa nhiều quá. Có sức đề kháng. Coi cạnh lên anh. Ừ, coi cạnh rồi. Chưa bằng cái gì. À, sửa cái gì bằng gì có áo giáp gì cái người cảm trước rồi ngon ngon chứ thấy nổ mồi đó em
xem chưa, chút xíu nữa mình đổ. Em mình thân mình á. Em mình thường thôi, chưa có gì hết. Cái cay đã hả? Cay ngon, ấm ấm cái cuốn họng. Vừa thông họng vậy. Kiểu như mình húp đi, mình nhai miếng gừng vô á. Cảm giác nó không. Thông họng. Ấm cuốn họng là gì đâu á. Làm miếng nguyên trái ớt đi quý phim. Đây giải cảm. Không cho quý phim gì, cho quý phim ăn ớt mà. Giải cảm anh ơi. Giải giải nhiệt à. Tiêu hành nè. Tiêu với gừng cộng ớt nữa. Ba tinh chất tay hợp lại. Cái nồi cháo này nó ngọt cực kỳ luôn nha, quá ngọt. Ngọt em biết giờ gì không? Cá tươi sống nè. Cá tươi nè, tinh hành nè, tinh gừng nữa nè. Cá đồng cá nó ngon, cũng ngon. Không có còn gì bằng. Bắt đầu có mồ hôi từ từ cả nhà. Thông rồi, thấy sao thông mũi vậy đó. Thông chưa? Em làm cỡ hai chén nữa là giữ luôn đó. Vâng. Nhiều vô. Thôi anh em mình xin dừng video tại đây nghe cả nhà. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình á, nhớ cho anh em mình một like và một đăng ký để có động lực làm những video tiếp theo nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye bye. Bye.